Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hòa giải. Các ngươi hại phụ thân của ta, cầm tù mẫu thân của ta. Ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ cho ngươi các sẽ tha cho các ngươi hay sao? Ta sẽ từng bước chiếm lấy mộ dung gia, cũng để cho các ngươi nếm thử nỗi khổ mà phụ thân của ta phải chịu bao nhiêu năm nay. Bây giờ ta còn chưa giết, chỉ vì đang suy nghĩ cho cảm xúc của mẫu thân. Ngoan ngoãn một chút, nếu không thì mộ dung gia cũng không có lý do để tồn tại. Xong chuyện ta sẽ đích thân xin lỗi với mẫu thân. Lý tiên sinh, người nói thẳng ra như vậy sao? Đáng tiếc, mộ dung gia không phải cứ ta nói là được. Có một số chuyện ta cũng không muốn làm rõ ràng. Ta cũng muốn làm rõ ràng, có kết quả sẽ thông báo người biết. Còn về có thể bảo vệ được mộ dung gia, ta không thì ta sẽ cố gắng. Công tử, trong biệt quản dường như chỉ còn nhị đương gia của hội Tây Hợp và Thạch Không thôi. Gọi Tống Thiên Hạo đến gặp ta, có một số chuyện phải nói cho rõ rồi. Tuấn lệnh. Đầu của Mộ Dung Khai Vũ có vấn đề sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng là kẻ thù, thật sự nào muốn nói cái gì mà cho cái đó. Còn có chủ nhân, vì sao cái gì cũng nói cho hắn biết hết vậy? Lý tiên sinh, đây là đang dùng sức mạnh của mình để dọa hắn. Trực tiếp thể hiện rõ thái độ và địch ý với Mộ Dung gia. Hơn nữa Lý tiên sinh cũng đã thể hiện thực lực của mình. Chiêu này cũng khiến cho bọn chúng ném chuột nhưng mà sợ vỡ bình, nhưng ngược lại phải dùng thủ đoạn khác. Đối mặt với người thông minh không cần phải che giấu mà thôi. Ấy, sao thế? Tầm mắt của Mộ Dung Khai Vũ căn bản là không chịu hạn chế ở Mộ Dung gia. Mộ Dung gia đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là một bước đệm mà thôi. Những người trẻ tuổi ở đế đô này quả thực là không ai so được với hắn. Nhưng người thông minh trên thế giới này không chỉ có một mình hắn. Phải xem hắn có thể sống được đến lúc đó không thôi. Khai Vũ công tử, ngài tìm tôi. Thiên Hào à, hôm nay gọi ngươi đến đây là có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Khai Vũ công tử cứ việc hỏi, ta chắc chắn là sẽ không che giấu điều gì. Mộ Dung Nặc là ai? Người này ta thật sự là không quen biết. Nhưng nếu đã có là họ Mộ Dung, chẳng lẽ là có liên quan đến Mộ Dung gia? Người đó là mẫu thân của Lý Tiểu Phàm. Không thể nào, Lý Tiểu Phàm này sao có thể lôi kéo quan hệ với Mộ Dung gia? Có lẽ Mộ Dung Nặc này chỉ là họ Mộ Dung mà thôi. Lý Tiểu Phàm đã đánh bại Long Hồn Thạch, không đứng thứ 10 minh bảng, thu phục được hội Tây Hợp. Đồng thời Tiết gia, Sử gia và Vương gia đều có quan hệ mật thiết với hắn. Đại đội Thương Long cũng do hắn kiểm soát. Thế lực của hắn bây giờ đã không thể nào khinh thường nữa rồi. Mà hắn có được tất cả những thứ này còn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đáng sợ, quá là đáng sợ thật.